thất bại không thể bào chữa của thầy trò ông Trussi. Ngày sinh nhật của huấn luyện viên Trussi, đội tuyển Việt Nam đã để thua đội tuyển Indonesia với tỷ số 0-1 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Toàn đội đã không thể tặng người thầy món quà ý nghĩa như đã ước mơ. Huấn luyện viên Trussi đã điều chỉnh. So với thất bại gần nhất trước tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2023, huấn luyện viên Philip Trussi đã xáo trộn đến một nửa đội hình với mục tiêu giành ít nhất một điểm. Bùi Tiến Dũng trở lại hàng thủ thế chỗ Nguyễn Thanh Bình. Nguyễn Hoàng Đức được trả về vị trí sở trường để quán xuyến tuyến giữa thay Tuấn Anh. Trong khi trên hàng tiền đạo, Nhâm Mạnh Dũng chỉ cần một tuần tập luyện để thuyết phục ông Trussi cho một suất đá chính bên cạnh chân sút trẻ Nguyễn Đình Bắc. Với hai mũi công trẻ trung và tốc độ, đội tuyển Việt Nam đã chơi pressing tầm cao, chủ động gây áp lực khiến đội Indonesia khó triển khai tấn công ở phần sân nhà. Đây là đấu pháp lấy tấn công để phòng ngự quen thuộc mà huấn luyện viên Trussi áp dụng, nhưng ở trận gặp Indonesia, đội tuyển Việt Nam không dâng đội hình lên quá cao mà giữ cường độ gây sức ép ở giữa sân. Khóa chặt những ngòi nổ như Iva Jenner, Witan Sulaimen hay Marcelino Ferdinand. Minh Trọng, phải, và đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu vất vả trên sân Indonesia. Chi tiết khá thú vị trong hiệp 1, bài tủ ném biên mạnh đã được chuyển từ đội Indonesia sang Việt Nam. Trong khi đối thủ không còn những quả ném biên có sức mạnh như đường tạt bóng từ biên, đội tuyển Việt Nam lại thực hiện liên tục những cú ném mạnh nhờ lực tay rất tốt của Đình Bắc. Các học trò của huấn luyện viên Trussi cũng không còn triển khai tấn công ngay từ sân nhà, mà thi đấu an toàn, cẩn trọng hơn. Khi tuyến tiền vệ bị vây ráp, hàng thủ sẽ truyền dài lên tuyến trên để các tiền đạo tranh chấp bóng hai. Lối chơi này khiến đội tuyển Việt Nam không thể triển khai bóng mạch lạc, nhưng lại tránh được những tình huống mất bóng ở phần sân nhà. Hùng Dũng cùng đồng đội sẽ chỉ đan lát, đập nhã ở những pha sát vòng cấm đội Indonesia. Khi việc mất bóng, nếu xảy ra, không mang lại rủi ro đáng kể. Niềm vui của đội chủ nhà ông Sinh lại thắng ông Trussi nhờ việc tích cực đeo bám và tối giản khâu cầm bóng. Đội tuyển Việt Nam giữ thế trận phòng ngự rất tốt trong hiệp 1. Đây cũng là thay đổi đáng nói nhất của huấn luyện viên Trussi khi tạo ra thế trận hài hòa hơn giữa kiểm soát bóng và phòng ngự chắc chắn. Đội Indonesia chỉ duy nhất một lần dứt điểm về khung thành của Nguyễn Philip, trong khi đội tuyển Việt Nam có tới 3 lần đe dọa cầu môn đối phương. Nếu Hoàng Đức hay Xuân Mạnh dứt điểm tốt hơn, lưới của Indonesia đã rung lên, nhưng vẫn bất lực và thua đau. Tuy nhiên, sai lầm của huấn luyện viên Trussi có lẽ ở chỗ, đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trong hiệp 1, nhưng đối thủ chẳng thể nằm yên cả trận để đội bóng của ông Trussi đá. Khi đội Indonesia thay đổi lối chơi từ pressing và chơi bóng dài chuyển sang kiểm soát, đá ban ngắn và giãn biên, đội tuyển Việt Nam dường như không có kế hoạch đối phó. Đối thủ tung vào sân những mũi tấn công pressing tốt, rất khéo và khỏe như Egy Maulana Fikri, đặc biệt là hậu vệ Pratama Ahang, đang chơi bóng ở Hàn Quốc. Khi cầu thủ Indonesia đá trực diện và mạnh mẽ hơn, tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam tan vỡ. Bàn thua ở đầu hiệp 2 xuất phát từ quả ném biên cực mạnh của Ahang đến từ lỗi phán đoán của Tuấn Tài lẫn pha phá bóng dở của Minh Trọng. Nhưng hãy nhìn sâu xa vấn đề, hàng thủ Việt Nam đã chuẩn bị không tốt trước bài tấn công mà đội tuyển Indonesia từng lặp đi lặp lại lâu nay. Việc xây dựng cách tiếp cận tốt, nhưng không có kế hoạch B để ứng biến với thay đổi của đối thủ là điểm yếu mà huấn luyện viên Trussi đã để lộ ở nhiều trận đấu. Đặc biệt, khi đối thủ có bàn dẫn trước, đội tuyển Việt Nam lại chơi sọc sệt, lộn xộn và hầu như không có thay đổi đáng kể. Ở cuộc so tài với đội Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã có rất nhiều thời gian để lật ngược thế cờ. Thậm chí một bàn thắng là đủ để thầy trò ông Trussi giật lại ngôi nhì bảng. Tuy nhiên, xuyên suốt khoảng thời gian ấy chỉ là một cú sút không trúng khung thành sau nỗ lực tìm kiếm vận may của tiền đạo Mạnh Dũng. Mạnh Dũng chưa thành công trong lần đầu tiên được đá chính trong màu áo đội tuyển Việt Nam. 15 phút cuối trận là khoảng thời gian đội tuyển Việt Nam phải tràn lên. Khi Nguyễn Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng, Vũ Văn Thanh vào sân, thế tấn công của Việt Nam sáng sủa hơn, nhưng chủ yếu đến từ việc Indonesia nhường thế trận và giảm nhịp độ để bảo vệ khung thành, hơn là việc thầy trò ông Trussi thực sự có phương án khoan phá. Đây là một vấn đề nữa với chiến lược gia người Pháp. Sau một năm huấn luyện, ông vẫn chưa thể định hình một bộ khung tấn công rõ ràng.
Khi nhân sự liên tục thay đổi, rất khó để các cầu thủ hình thành mối dây liên kết nhằm phối hợp đập nhã ăn ý. Linh hoạt. Huấn luyện viên Trucci từng đặt ra tiêu chí kiểm soát bóng tự tin, triển khai tấn công bóng sống ghi bàn như kim chỉ nam trên la bàn, triết lý mà ông sử dụng xuyên suốt các đội U19, U22 hay đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, đến giờ sự liền mạch, biến hóa trong lối chơi vẫn lẩn tránh học trò của huấn luyện viên người Pháp. Đội tuyển Việt Nam chơi bóng ngắn kém hiệu quả, bóng dài cũng nhàn nhạt. Hai thất bại liên tục, không ghi được bàn nào vào lưới Indonesia. Hay nhìn rộng hơn là 9 trận thua trong 10 trận gần nhất đang đặt ra tình cảnh báo động với ông Trucci. Sau trận thua này, Việt Nam tạm rơi xuống vị trí thứ 3 sau Iraq và Indonesia. Đội tuyển Việt Nam còn nguyên cơ hội lội ngược dòng trong cuộc cạnh tranh với đội Indonesia. Nếu thắng đối thủ trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3. Nhưng với màn thể hiện này, cả đội còn quá nhiều việc phải làm. Sau trận đấu, sáng ngày 22 tháng 3 đội tuyển Việt Nam sẽ rời Jakarta về nước, chuẩn bị cho trận lượt về vào ngày 26 tháng 3 trên sân Mỹ Đình và tiếp tục có những buổi tập kín tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội. Còn đội Indonesia sẽ di chuyển đến Hà Nội bằng chuyên cơ và có mặt tại Hà Nội vào 14 giờ 30 ngày 23 tháng 3. Đội khách lưu trú tại khách sạn 5 sao Intercontinental Hà Nội Landmark 72. Ngày 25 tháng 3, các quan chức Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất tại sân Mỹ Đình. Hai đội đều được tập tại sân Mỹ Đình vào ngày 25 tháng 3. Sáng ngày 22 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sẽ tiến hành bán vé trực tiếp cho người hâm mộ tại trụ sở VFF và sân Mỹ Đình. Vé có 4 mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 450.000 đồng, 600.000 đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.